Đây là một cơ hội rất tốt dành cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng của thời gian đá bây giờ. Số 1 Bình Phương. Mình sẽ
tập to lên đó, và lúc thì mình gào rất to, mình gào rất lớn, tập vua 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 tập nó kinh, tôi rất nhớ vẫn vừa vừa đấy, tập ra liền và tập khi thi tập xong thì có để bắt đầu cái nhóm người bên kia nó nhìn đấy, nhìn nhìn mình được chưa, thì hôm sau thì mình quay nhìn tập thì họ vẫn nhìn được chưa, mặc dù biết là mình không mình như vậy tâm bất biến giữa dòng đời bạn biến của mình, nhưng mà mình vẫn không muốn làm quay ra xem họ có nhìn mình không, đúng không? Mình vẫn xem họ nhìn đâu thì họ có nhìn rồi là họ có nhìn đi sau đó đọc ngồi như vậy thì có một người không hiểu sao lại kiểu như là thấy cái thằng này luôn đọc mình kết hợp tay của mình nhớ là hiểu mình hiểu ra là sao là kết hợp tay đọc hiệu quả hơn thì mình đọc to rất nhanh kiểu đang biết thì sau cái người ấy, kiểu như mình nhìn mình thì kiểu vấn đề không bình thường lắm thì cô mới tiến lại gần cô không ngờ cô tiến gần thì cô càng gần thì mình càng ngại không đó thì mình cất mình dừng đúng rồi xong cô ấy hỏi là mình đang làm cái gì được chưa, thế nhưng mà sau mình học một quy tắc rất quan trọng như này đó chính là chúng ta cần phải có thế cái từ này mặt trời thì không phải nhưng mà chúng ta cần phải có một cái khả năng đó chính là không cần quan tâm đến những cái gì khác nghĩ về mình.